Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Nguyễn Thị Định hay còn được gọi là Ma Đơm Nguyễn Thị Định, Ba Định, bà còn một số bí danh như Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất và Ba Hận. Bà là một nhà cách mạng, chính trị gia và là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định nhé. Bà Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là út trong một gia đình nông dân gồm 10 anh chị em. Thuở nhỏ vì nhà nghèo lại đông con nên bà không được đi học. Anh ba của bà là ông Nguyễn Văn Chẩn đã tự dạy chữ cho bà. Tuy không được học thường xuyên, nhưng vì là người thông minh nên bà hiểu rất nhanh. Từ những bài học được anh truyền dạy, đã giúp bà có một nhân cách cao đẹp, yêu nước, thương dân, căm ghét cảnh bất công trong xã hội lúc ấy. Năm 1936, nhờ sự dịu dắt của anh ruột là ông Nguyễn Văn Chẩn, bà đã tham gia phong trào Đông Dương Đại Hội, tham gia giải truyền đơn, vận động nhân dân đứng lên chống lại sự áp bức bóc lột của bè lũ Cường Hào, địa chủ tay sai của thực dân. Nhờ những hoạt động tích cực của mình, mà chỉ 2 năm sau bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cũng trong thời gian này bà có tình cảm với ông Nguyễn Văn Bích, tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre, và hai người đã tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên hạnh phúc không được bao lâu, thì ông Bích bị phát bắt và cho đày ra Côn Đảo. Tại đây ông Bích bị giặc đánh đập, tra hỏi nhưng ông quyết không để lộ thông tin cách mạng. Cuối cùng sau nhiều ngày bị tra tấn ông đã hy sinh. Khi nhận được tin ông Bích đã hy sinh, lòng căm thù giặc của bà càng nhân lên gấp bội. Bà đành gửi lại con nhỏ cho mẹ chăm sóc, để chuyên tâm hoạt động cách mạng. Đến năm 1940 bà bị phát bắt và bỏ tù tại nhà tù Bà Rá, tỉnh Sông Bé nay thuộc tỉnh Bình Phước. Dù bị giam trong tù nhưng ý chí chống giặc của bà vẫn không bị mai một. Đến năm 1943 do tình trạng sức khỏe của bà giảm sút, bà được phát thả nhưng vẫn cho người theo dõi quản lý. Năm 1944 bà bắt liên lạc với tổ chức cách mạng tại địa phương và tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Đến tháng 8 năm 1945, bà cùng nhân dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Bến Tre. Tháng 3 năm 1946, bà được chọn vào đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc để gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo tình hình chính sự miền Nam và xin tri viện. Vào tháng 11 cùng năm, bà được chọn làm trưởng đoàn, chỉ huy dẫn dắt đoàn thuyền không số tiếp tế vũ khí vào miền Nam. Năm 1947 bà được bầu vào ban chấp hành tỉnh ủy Bến Tre, cùng với các đồng chí cán bộ cách mạng khác ở đây, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng đấu tranh chống giặc. Theo tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai nước, trong khi phía Bắc đã hoàn toàn giải phóng, thì phía Nam vẫn phải chịu sự cai trị của chính quyền Bù Nhìn do Mỹ lập lên. Do Bến Tre làm trong phần lãnh thổ bị Mỹ ngụy kiểm soát, nên chúng thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét, giết hại cán bộ và nhân dân cách mạng ở đây. Bà Nguyễn Thị Định cùng cán bộ và nhân dân đã rất vất vả để bảo vệ cách mạng và nhân dân trong vùng. Tháng 11 năm 1959, bà làm Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Sau đó bà nhận nhiệm vụ về khu ủy Trung Nam Bộ, dự hội nghị tiếp thu nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đầu năm 1960, bà là một trong những người lãnh đạo đồng khởi Bến Tre và là người chỉ đạo trực tiếp cuộc đồng khởi đợt 1 ngày 17 tháng 1 năm 1960 ở địa bàn ba xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp. Cuộc đồng khởi giành thắng lợi là tiền đề cho các phong trào đồng khởi sau này tại Bến Tre và toàn miền Nam. Tại Đại hội Phụ nữ toàn miền Nam năm 1961, bà được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Bà cùng các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng đã tích cực tham gia địch vận, vận động những người lầm đường lạc lối về với cách mạng và trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại bè lũ ngụy quyền tay sai. Đến năm 1965, bà được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính thức trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi được phong hàm Thiếu tướng, bà được giao giữ chức Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Vì đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, nên bà rất hiểu tâm tư tình cảm của chiến sĩ và nhân dân, nên mọi khó khăn và lỗi lầm của chiến sĩ và nhân dân đều được bà tận tình san sẻ, giúp đỡ. Vậy nên bà được chiến sĩ và nhân dân coi như một người chị, người mẹ đáng mến. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào tháng 4 năm 1975, bà vẫn tham gia và giữ nhiều chức vụ trong đảng và nhà nước như Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4,
5, 6, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6, 7, 8, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, bà giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Là người phụ nữ kiên trung mẫu mực, dù bệnh tật, sức khỏe giảm sút nhưng bà vẫn hết mình với công việc. Trước khi mất 2 ngày bà đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc 22 giờ 50 phút ngày 26 tháng 8, tức ngày 28 tháng 7 âm lịch, năm 1992, bà qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, để lại niềm tiếc thương cho đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước. Bà Nguyễn Thị Định là đại diện cho người phụ nữ cách mạng, trung hậu, đảm đang, kiên cường, bất khuất, hết lòng vì nước vì dân, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau này noi theo. Để tri ân bà, ngày 20 tháng 12 năm 2003, nhà nước và nhân dân đã lập đền thờ bà tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, mảnh đất quê hương của nữ tướng, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 9 km. Sau đó, vào ngày 8 tháng 4 năm 2007, Bộ Quốc phòng đã đúc tặng tượng đồng chân dung nữ tướng để đặt tại đền thờ của bà. Tượng cao 1,75 m, nặng 1.025 kg, mô tả hình ảnh nữ tướng trong trang phục áo bà ba, khăn rằn quấn cổ. Một số con đường và trường học trên cả nước cũng được đặt theo tên bà, nhằm tưởng nhớ những cống hiến của bà cho cách mạng, đất nước và nhân dân. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy nhấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Đừng quên nhấn đăng ký cùng nút chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Các bạn cũng có thể để lại ý kiến góp ý ở phần bình luận. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.